Em xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với video đi rừng tiếp theo của em nha. Coi đầu tiên nha mọi người. Coi này đường thân nó còn lét dữ nha. Đây. Mọi người xem. Nó có cái co dưới góc nó lên nè mọi người, rất là hay. Rất là nhạt nha. Mình cắt ngắn tầm ở ngang đây. Mình xuống ngang đây cũng được mọi người. Đế nó đế nó nữa nha. Đều gốc nó thì lớn hơn con chân cái em nha mọi người. Lé đây. Đây lên hai thằng thành đốt luôn mọi người. Lé này. Dòng lé này rất là độc lạ mọi người, rất là đẹp. Đây. Dòng lá tròn nha mọi người. Rồi, dòng lá tròn xanh bóng luôn. Mẻ một đã xong nha mọi người. Đây, con này có nầu đắc ring luôn nha. Đây. Rễ trái rất đều nha mọi người. À, nhìn coi rất là riêng. Còn lách nha. Coi này gốc nó to hơn ngón chân cái em nha mọi người. Chiều cao tầm khoảng 30. Thằng lách rất nghệ thuật. Coi số 2 nha mọi người. Con này thấy cái đường thằng cũng co lách này. Nó có khúc co ngang đoạn đó nha mọi người. Mình kẹt ngắn thôi. Cho coi mini lùng lực thôi nha mọi người. Lên đây nó chỉ ra hai thằng. Không hay ho nha mọi người. Lé nó đây. Lé nó này mọi người. Đó, dòng lá tròn nha mọi người. Chối nến mọi người. Khó nhìn. Đang nắng chói chang luôn. Mẹ hai đã xong nha mọi người. Đây. Con này nhìn rất giống một con thú nha mọi người. Rất là hay luôn. Có bốn chân nha mọi người. Mặt này thì bốn chân, bỏ cái chân đây mọi người, bỏ cái chân mà chia ra đây, nhìn nó sẽ hay hơn. Còn giữ bên đây một chân, ở đây một chân nè mọi người, trước là hai chân nha. Còn qua mặt bên đây thì bỏ cái chân đây, phía bên kia còn giữ hai chân bên đây. Đó, tùy theo mọi người nha. Không là để hai chân đây, nếu cho mặt bên đây thì để hai chân đây, còn cái đôi đây kết cục sát luôn được mọi người. Đó. Cũng hay. Có giống thú nha mọi người. Gốc nó thì to hơn ngón chân cái em nha mọi người. Chiều cao tầm khoảng cỡ 20.
Coi số bè nha mọi người. Coi là nó một cốc nó lên 2 thân mọi người. Thân thì nó bỏ sát mặt đất rồi. Có lách nha, nó đưa cái cành chạy lúc rồi kìa, rất là dài. Một thân thì đi lên. Qua đây mình có thể tiết cái tỳ biến làm cái đố không được mọi người. Đó. Trồng chuối xuống lấy cái thân rồi này. Thân bò sát mặt đất ra mình làm đố. Chi đố bằng cái đó mình làm cái chi dựng ngọn lên mọi người. Lé nó ra mọi người. Wow, lá bao đẹp nha mọi người. Dòng lá trái tim xanh xanh nha mọi người. Đây. Rất là dày lá luôn. Lá xanh bóng nha mọi người. Mã ba đã xong nha mọi người. Đây. Câu này mọi người có thể làm cái đố được. Đây. Cái này có thể là nó đố tự nhiên mọi người. Nên nó hơi đơn chút nha. Cái này mọi người có thể giờ đi thêm ít dây nữa là mình bí nó thêm. Đó, nó cong xuống chút xíu nữa là nhìn nó rất là hay mọi người. Coi có nào đất luôn nha mọi người. Rễ cám nó ló ra tùm lum luôn. Góc nó thì to hơn con chân cái nha mọi người. Đây. Hoành gì đấy nấm không hết, nấm tay nè mọi người. Đó, thân nó lớn nha. Lớn hơn tỳ cái của em. Tính cái chiều dài nó đổ là 70 nha mọi người. 70. Trồng đủ rất hay nha mọi người. Mẻ 4 nha mọi người. Coi nồi thì có đường thân hơn lách nhị nè. Đó. Lách nhị nha mọi người. Hôm nay mình cắt ngắn tầm ngang ra để chờ được. Con nồi gốc nó nhỏ mọi người. Tầm con tỷ út em mà nha. Nhưng mà lá nó đẹp cực kỳ mọi người. Mọi người xem cái lá gốc nó này. Gốc nó lên này. Chúc chín luôn nha mọi người. Cực kỳ chúc. Cái lá gốc của nó này. Bí cực kỳ nha mọi người. Đó. Trời. Có lẽ nó như con mũi luôn rồi mọi người. À, chút lắm. Còn lá trên ngọn nó này mọi người. Lá trên ngọn đây. Lá bao đẹp luôn nha. Đây mọi người xem này. Dòng lá sen nha mọi người. Đây. Bao đẹp. Chói nắng nha mọi người. Đem bấm xuống. Đây, mọi người. Lá bao đẹp luôn. Rồi xem kỹ lá nha. Đây. Đó rồi mọi người. Lá gì làm giống được mọi người. Nhỏ nhỏ nhưng mà lá đẹp cực kỳ. Đó. Đẹp đều dân nha mọi người. Rất là đều lá luôn.
có vệt nét rồi. Đó. Mình xem kỹ lá này. Wow. Quá đẹp. Mã 4 đã xong nha mọi người. Đây. Tông keo collect nha. Thân tầm cỡ đây coi mọi người có thể đi dời được mọi người. Đó, bị xuống không được. Bị xuống làm coi quân nhân rất hay. Thân nó ra mọi người. Thân này nè. Tầm con út nha. Nhỏ hơn chút xíu. Đó mọi người so sánh nha. Ở đây thì thân nhỏ nhưng mà được cái lá đẹp mọi người. Có nào rất rinh luôn nha mọi người. Đây. Rất là chắc luôn. Rễ rất là nhiều. Đây có cái tứ nhỏ dưới đây nữa nha mọi người. Có thể về nuôi xây dựng thêm cái tứ. Cây cao tầm khoảng 40 nha mọi người. Dòng lá sen nha. Mã 5 nha mọi người. Mã 5. Thật chỗ đây nó có 3 thân rồi mà không biết nó liền cốt không đây mọi người. 3 thân nha. 3 coi. Cách rào xe nhau nha mọi người. Nãy mới nhìn mới xuống đó là tướng thấy một cây đời mọi người. Một cây thân collect này. Tính đào một coi đây bây giờ xuống dùm kỹ lại thấy nó có ba coi mọi người, ba coi sắc kế nhiều nha, không biết là nó liền một cốt hay sao đây, cứ moi ra thử nha mọi người, lá đẹp, ba coi lá như nhiều nha mọi người, không biết nó có liền cốt không, lá rất là đẹp, kéo ra. Ở đây mọi người, lá của nó đây. Đây nha. Lá nó đây. Lá của nó thì miếng chê. Đây mọi người. Quá đẹp luôn. Lá đó mọi người. Trong này nó hơi thiếu sáng nha mọi người. Đó. Đó đi. Đây, ui da. À, đây mọi người, còn lá của cái thân này đây. Nó cũng y như lá cái coi chưa rầu cho mọi người. Đây. Trong là sáng. Đây lá ra mọi người. Đây này. Có bức nét ta. Đó mọi người. Lá cũng rất đẹp nha. Mấy lá kia không? Đó,
nó như nhiều hết nha mọi người. Mã năm đã xong nha mọi người. Theo dự tính ban đầu của em thì nó rờ mọi người, đúng là nó rờ thiệt đây. Nó rờ một thằng ra này. Đó, thằng này nó thắng như cái trụ điện luôn mọi người. Còn hai thằng nha, hai thằng nó dính liền một cốc. À, nhìn cũng hay nha mọi người. Cái này thì dính được ít đất mọi người. Đó. Hai thân. Gốc nó thì tầm khoảng chân cái em nha mọi người. Chiều cao tầm khoảng 50. Đó. Hai thân. À, mẹ xíu nha mọi người. Xíu là một cái củ hai châu nha mọi người. Đây. Có cú nó mục nó già rồi mọi người. Nó lúa này. Nó nứt lên cái mầm mỡ đây. Đây. Dính liền luôn nha mọi người. Cưng ngắt luôn. Cái cú đây hình thù vậy đây. Đào ra thử nha mọi người. Đó, giờ nhìn thấy cú rồi chứ còn không rõ nha. Lé nó đây. Lé mọi người. Dùng lá gì xanh bóng nha mọi người, lá trái tim, lá hơi xinh xinh nha mọi người. Đây. Mẹ xíu đã xong nha mọi người. Đây, coi nhìn rất là quái luôn. Nó có ba cái rễ nha, co lách cho mọi người. Đây. Mọi người xem này, trao mạch nào cũng hay nha mọi người. Đúng không được. Một lần mình trao mạch đôi mọi người. Đó, mạch đôi mình lấy hai cái rễ cò lách xuống đây. Đó. Này có một cái nhánh nha mọi người. Một cái thân lên đây, nó còn lách nha. Mạch nào trao thất cũng hay. Hai đứa mình trao mạch đôi. Không là mạch đôi cũng được mọi người, ba mạch. Mạch đôi em thấy đẹp nhất nè. Hợp lý không? Gốc nghệ thuật nha mọi người. Còn gốc của nó thì tầm khoảng hơn 20 nha mọi người. Đây, nắm tay không hết nè. Cái thân lên chỗ đó thì tầm khoảng tay út nha. Lớn hơn chút xíu. Cái cao tầm khoảng 30 nha mọi người. 30.